Nếu là như trước thì làm lộ mặt hay là khấu lộ mặt? Để coi. Trong khoảng thời gian mà mình bắt đầu hướng dẫn làm YouTube, có rất nhiều anh em hỏi mình cái câu này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái góc nhìn của mình về cái việc lộ mặt hay là không lộ mặt nha. Khi mà mọi người xem YouTube qua một khoảng thời gian, mọi người sẽ thấy có rất nhiều cái cách làm. Trong đó có điển hình hai cái loại là lộ mặt, giống như mình đang nói chuyện với mọi người là mình đang lộ cái mặt của mình ra, đúng không? Còn cái loại thứ hai á là không lộ mặt. Có một vài những cái game mà mình có thể kể đến để cho mọi người biết và dễ hình dung, đều là những cái game lớn như là Web 5 ngày nè, không hề lộ mặt. Hay Túng Tiền Tỷ, ảnh cũng rất ít khi lộ mặt. Hay là những cái game như là Bài Học Thành Công, Kiến Thức Thú Vị, Top 5 Kỳ Thú, rất nhiều. Đó, mọi người đã thấy rất là nhiều. Cho nên cái việc mọi người đặt câu hỏi là có làm video không lộ mặt được không anh Dương ơi? Thì hoàn toàn được mọi người nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể làm cái chủ đề đó được. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xét về một cái vấn đề, tại sao những cái người mà họ làm lộ mặt giống như mình? Bởi vì sao? Bởi vì á, cái việc mà làm lộ mặt là cái việc người ta đang muốn xây dựng một cái thương hiệu, một cái hình ảnh. Ví dụ như mọi người thấy Dương xuất hiện nhiều lần ở trên chiếc video như thế này, sau này khi mà đi ra ngoài đời mọi người thấy cái mặt mình phát là mọi người nhớ ngay tới cái bản mặt của anh Dương ca, đúng không? Thì cũng như thế, bây giờ nếu như mà mình đi ra ngoài đường mà anh Độ Messi ảnh xuất hiện, đảm bảo mọi người là không thể nào mà mình không nhận ra được, bởi vì mình thấy quá nhiều lần rồi. Đấy, thì cái điều này á, nó sẽ có rất nhiều những cái lợi ích. Ví dụ về một cái lợi ích khá là phổ biến đối với cái việc là có thương hiệu, đó chính là những cái nhãn hàng lớn á, khi mà nó booking KOC, những cái người mà có sức ảnh hưởng lớn để làm đại diện thương hiệu cho họ, thì lúc này cái việc lộ mặt ở trong quá khứ nó giúp định hình nên cái thương hiệu trong cái thời điểm hiện tại. Nó giúp cho cái người mà lộ mặt có được rất nhiều những cái quyền lợi. Trong đó cái lợi ích lớn nhất nó vẫn là thuộc về cái việc là kiếm tiền. Để mà booking một cái người mà có sự nhận diện thương hiệu lớn ở trên mạng xã hội thì các nhãn hàng phải bỏ ra một số tiền không ít. Như kênh của mình trong thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa quá lớn, nhưng những cái kênh mà khoảng tầm vài trăm ngàn hay hàng triệu sub thì để mà booking được họ thì cần phải tốn một cái khoản khá khá đó mọi người ha. Cái tiếp theo đó chính là cái việc mà lộ mặt nó sẽ giúp cho cái thương hiệu được định hình một cách rất là rõ ràng. Từ đó call to action, có nghĩa là kêu gọi hành động, nó sẽ rất là hiệu quả. Ví dụ như những cái người nổi tiếng nào mà mọi người thấy họ đi livestream bán hàng, hay là họ đại diện cho nhãn hàng này, họ bán cái sản phẩm này, affiliate cho sản phẩm kia, thì đều rất chạy. Bởi vì sao? Bởi vì fan hâm mộ của họ biết là họ đại diện cho cái sản phẩm đó, cho nên họ mặc định rằng cái sản phẩm đó là cái độ uy tín cao. Từ đó nó khiến cho cái việc mua hàng trở nên rất dễ dàng, và từ đó bán được hàng nhiều hơn. Hay nói rộng ra là kêu gọi hành động dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn mọi người nha. Và cái việc làm video lộ mặt á, nó đặc biệt rất tốt cho những anh chị em nào mà muốn xây dựng thương hiệu, hình ảnh cá nhân của mình ở trên mạng xã hội để tăng cái tính chuyển đổi. Khi mà chúng ta đưa một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ ra thị trường, giống như mình có chương trình hướng dẫn làm YouTube, đúng không? Hay là mình chia sẻ một cái công cụ làm hình ảnh như là Canva, edit video như CapCut, những cái sản phẩm dịch vụ như thế. Khi mà mình đưa ra cái lời kêu gọi, mọi người rất dễ dàng để mà đưa ra quyết định là mua, đúng không ạ? Và trong một số trường hợp hay một số cái chủ đề cụ thể, nếu như không có sự lộ diện của bạn thì hầu như là khán giả không dám lựa chọn cái sự call to action. Ví dụ như nếu như bây giờ mình làm về cái lĩnh vực tài chính, như là hướng dẫn về tiền điện tử chẳng hạn, tiền ảo á, mà nếu như mà mình ẩn danh, mình không show mặt của mình ra đấy, thì mình bảo là mọi người vào đăng ký cái sàn này đi, thì hầu như là cái tỷ lệ mà vào á nó rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì người ta hiểu rằng cái người mà đang nói chuyện ở đối diện màn hình của mình á, họ còn ẩn danh, họ còn ẩn cái mặt của họ đi, thì sao mà họ dám nạp tiền vào ở trong những cái mà người đó giới thiệu, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện nó là như thế. Ngoài ra, khi mà mọi người lộ mặt, tức là mọi người xây dựng được cái hình ảnh thương hiệu ở trên mạng xã hội, thì chính cái thương hiệu này á, nó sẽ giúp cho cái giá trị sản phẩm của mọi người đưa ra ở trên thị trường ấy, nó được định giá cao hơn rất là nhiều, và khán giả cũng dễ dàng để đưa ra một cái hành động. Cái thương hiệu nó rất là quan trọng nha mọi người. Nó cũng giống như cái việc là ở trên thị trường hiện nay, mình đưa ra một cái ví dụ là có rất nhiều hãng điện thoại, đúng không? Thì cái hãng đứng đầu trong cái thời điểm hiện tại là hãng nào mọi người? Và những cái hãng đứng đầu đó là họ bán giá cao ngất trời, vẫn có rất nhiều người xếp hàng để mua, đúng không ạ? Apple nè, Samsung nè, đúng không ạ? Còn có những cái hãng khác, chất lượng họ hầu như là cũng không thua kém bao nhiêu cả. Cơ chế, tính năng cũng tương tự, thậm chí là vượt trội hơn. Nhưng cái thương hiệu nó thấp hơn rất là nhiều, thì giá trị của nó rẻ. Mà có muốn bán lên cao hơn thì người ta cũng hầu như cũng không có đưa ra quyết định để mua. Bởi vì nếu mà bán lên cao hơn thì người ta thà là chọn cái thương hiệu lớn hơn để người ta mua, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là cái thương hiệu nó rất là quan trọng. Đó, mình nói như thế thì chắc là anh em đã hiểu rõ ràng hơn về cái tầm quan trọng của thương hiệu, của sự lộ mặt nó ngon lành như thế nào rồi, đúng không ạ? Khi mà mình nói tới đây, nếu như anh em nào mà ban đầu có ý định là làm không lộ mặt vì ngại, thì nếu mọi người thấy hợp lý thì mọi người có thể là mạnh dạn để mà tiến lên làm lộ mặt, ok anh em ha? Còn nếu như mọi người không có nhu cầu đó, mọi người không muốn lộ mặt nhưng mà vẫn làm được video, thì
thoải mái bình thường. Như nãy mình vừa mới nói là có rất nhiều kênh lớn họ đã làm như thế đấy, nhưng mà khi mà họ đi ra đường thì không ai biết hết. Ok, tất nhiên là nếu mọi người không có nhu cầu là được nổi tiếng hay là không có nhu cầu đi ra ngoài đường là ai cũng nhìn mình thì ok, làm không lộ mặt bình thường nhé. Có rất nhiều những cái chủ đề mà không cần phải lộ mặt, ví dụ như làm tổng hợp nội dung như là kênh anh Tuấn Tiền Tỷ, làm về kênh tin tức đấy, tổng hợp tin tức cũng đâu cần phải lộ mặt, làm về tư duy thì cũng không cần phải lộ mặt, thậm chí làm podcast chỉ cần có cái giọng hay là ok, không cần phải lộ mặt, chỉ lộ âm thanh ok không anh em. Đấy, còn có một cái dạng là lười kinh khủng, lười luôn, là không muốn lộ mặt cũng chẳng muốn lộ giọng luôn, và có rất nhiều anh em như thế, chỉ muốn tận dụng AI thôi. Tuy nhiên mình thấy á là trong cái thời điểm mà AI bùng nổ như bây giờ á, có rất nhiều anh em lạm dụng, và khi mà ứng dụng AI vào á, mọi người phải hiểu là con người chúng ta chỉ thích tương tác với những cái gì mà nó là thật. Cho nên là hầu hết cái thời điểm ban đầu khi mà AI xuất hiện ấy là cái sự hưởng ứng rất là nhiều. Nhưng khi mà có nhiều người họ lạm dụng, và cái việc rất nhiều kênh làm bằng giọng AI, mặt AI nó xuất hiện rất là nhiều, qua khoảng thời gian rất là nhàm chán và người ta không còn hứng thú với những cái video dạng như thế, dẫn đến là nội dung không có ai xem và con người thì càng ngày càng khôn lên. Cho nên là những cái giọng AI phổ biến hiện nay á, đa số mình nghe phát là mình phát hiện ra ngay. Còn sau này AI khi mà nó mạnh lên á, thì có thể là nó nói mình không phân biệt được giữa thật và giả, thì ok cũng được thôi. Nhưng mà cái thời điểm bây giờ thì nó khác. Bây giờ AI nó vẫn chưa có mạnh đến mức như thế, và mình vẫn khuyến khích mọi người là nên lộ mặt và lộ giọng. Nếu mà không lộ mặt được thì cũng nên lộ giọng. Bởi vì sao? Cái quá trình mà mọi người quay phim, mọi người ghi hình, mọi người ghi âm thì nó sẽ phát triển những kỹ năng của mọi người. Ví dụ như hồi xưa á, mọi người sẽ xem lại mấy cái video của quắc của mình ấy, là hồi đó mình nói cực dở luôn, và sau mỗi khoảng thời gian dài khi mình làm vài trăm chiếc video như thế thì cái kỹ năng nói của mình nó đã tốt lên hơn rất là nhiều, và cái điều này nó giúp cho kỹ năng mềm của mình nó phát triển. Mình đi ra ngoài mình nói chuyện tự tin hơn, mình đứng thuyết trình mình làm tròn trách nhiệm hơn, mình nói chuyện trước đám đông nó cũng ra được một cái hiệu quả tốt hơn. Quan trọng là mình điều khiển và mình nắm được cái khả năng tạo ra video content, là mình làm chủ được cái cuộc chơi kiếm tiền trên cái không gian mạng, trên mạng xã hội này rồi. Ok anh em ha, anh em thấy cái quan điểm của mình như thế nào về cái việc lộ mặt và không lộ mặt? Hãy cho mình biết cái quan điểm của mọi người, thích làm lộ mặt hay là không lộ mặt ở bên dưới phần comment nha. Mình sẽ trả lời và mình sẽ cố vấn cho mọi người những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc. Rồi, mình hy vọng là sẽ nhận được nhiều cái câu hỏi thú vị khác, từ đó mình sẽ làm những cái chủ đề để giải đáp những cái thắc mắc đó của mọi người. Ok không anh em? Rồi, ok, nếu video này hay và hữu ích thì mọi người hãy... Tao thiệt với anh em là đang edit tới đoạn video này luôn á. Rồi, mọi người xem nè. Trời ơi, coi mà tới 81% anh em không đăng ký luôn. Thì mình lấy cái động lực đâu mà mình tiếp tục làm nữa chứ. Anh em xem thấy hay thì bấm đăng ký kênh để sau này mình còn ra video hay hơn chứ. Nha, đăng ký đi nha. Đăng ký đi, đăng ký nha.